mình sẽ cho anh Toàn thưởng thức một cái món đặc sản ở quê mình. Không, cái lá đây nó dày dày nó mới thơm dược. Anh ăn hồi giờ anh ăn lá keo chưa? Chưa. Anh nhìn ở ngoài là nó dày, với anh ăn vô nó có hương vị mùi lá lốp nha. Không. Nó thơm. Nó thơm mà cái kiểu nó ấy như mùi nó ná mùi mặt khác. Đó. Đi rừng là phải sử dụng đồ rừng luôn. Đi rừng là phải ăn đồ rừng. Đó. Anh chấm ngập ngập vô. Đó. Khai khai vị cho món này. Đó. Hello chào anh em nha. Hôm nay là ngày cuối cùng mấy anh em Sài Gòn ở lại Bình Định, nên hôm nay mình dẫn mấy anh em Bình Định và có dựng bao của mình, hàng xóm của mình nữa anh em ơi. Vô đây mình sẽ làm một con heo quay đãi mấy anh em Sài Gòn ngày cuối cùng để anh em lưu lại kỷ niệm để sau này nhớ em là ăn heo quay nha. Anh em thấy view sau lưng mình khá là đẹp nha. Đây là hồ Quay Khế nha. Nếu anh em nào fan ruột của cây mình và cây Xuân Diệp Vlog thì sẽ biết Hồ Quay Khế là nó hiền thoại như thế nào anh em. Để hôm nào mình sẽ vô đây mình làm một chuyến săn đêm và bổ câu đêm ở Hồ Quay Khế lại một lần nữa. Đợt trước mình với anh hai là con ruột của Dương Ba này đó, anh hai chờ anh hai đi biển về mình với anh hai sẽ vô đây làm một chuyến tầm 3-4 ngày để săn lại những con hàng mà đợt trước mình bị sảy anh em ơi. Đợt trước sảy công trình 3 mấy ký, một con 3 mấy cùng ký, một con 70 ký, đa số mấy con sảy mấy con bự. Thường là nó vậy đúng không? Dương Ba, cái món này nhậu được không Dương Ba? Ok. Con heo sữa đây mình sẽ quay và mình lấy cái bộ đồ làng và cái tiết và cái đầu con heo sữa đây mình sẽ nấu một nồi cháo làng. Nó xây 180 độ đó các anh đang nấu. Dạ. Cháo kìa. Cái món này mà xíu nữa mấy anh là thường là mấy anh ăn ở heo quay ở Sài Gòn nhiều rồi đúng không? Đó, bây giờ hôm nay em sẽ cho mấy anh thưởng thức con heo quay mà ăn tại cái view Hồ Quay Khế là view triệu đô này. Nhiều lúc có tiền là cũng không ngồi được anh. Hôm qua giờ luôn đẹp trong chứ, hôm qua xuống biển giờ lên rừng. Đúng rồi, hôm qua là xuống biển, hôm nay mấy anh em mình lên rừng nha anh em. Con heo quay đây mình vừa bỏ lên tầm được 5-7 phút rồi anh em ơi. Con heo quay này mình quay khoảng là 45 phút là anh em mình dùng được. Con heo quay em quay mình banh ra nhanh chín lắm anh. À, 45 phút rồi. Rồi, bây giờ mấy anh em mình sẽ vô cái sân Mỹ Đình của mình. Mình sẽ nấu một nồi cháo làng để cho mấy anh bà Dượng với bố già lót dạ gì chút với ông khó chịu ngày hôm qua giờ anh em mình húp nhiều chưa? Húp được mấy hộp. Ở đây bây giờ anh em mình sẽ vô nấu một nồi cháo làm nha. Bây giờ mình sẽ nấu một son cháo làm trước nha. Để mấy anh em lót dạ. Cháo này xíu nữa mà tròn chín mình sẽ đổ cái phần tiết vô. Tiết nó sẽ giúp cái nồi cháo mình rất là ngon nha. Mình bỏ củ hành và ớt ra. Cho mình nấu. Trong mấy anh em mình với Dượng Ba vô đây đi sáng quên mua thêm hành lá đây nhà lá vườn. Bây giờ mình chạy đi mua cũng được á. Sao không sao anh em mình chơi dân dã mà. Mình nấu bò làng con heo sữa này nè, cũng khá là chất lượng này. Mình sẽ trong thời gian đợi con heo quay nó chín thì mình sẽ thưởng thức cái món cháo làng trước nha nè. Rồi bây giờ cháo của anh em mình đã chín rồi nha. Mình cây nhà lá vườn nên không có rêu rác gì đó. Ồ nó đang ném ra Dượng Ba nha. Đây cũng đang mai Dượng Ba. Mình ra dân giải rồi mới vui vậy. Để múc lần như ném khoai. Bố già con gửi cho bố già nha. Rồi cho làm thấy chất lượng anh. Lấy giấy này toàn bợ cho nó đỡ. Không sao bạn. Ném quá dược. Quá ném luôn. Ném qua dưới. Cầm tay nhá, đừng có cầm dưới ném. Ném cực kỳ ném luôn. Này em thấy đi kiểu đó. Đi ra ngoại picnic về thấy thú vị không? À đây có chú Đồng này cũng hay lên chơi với ba mình anh em ơi. Chú Đồng chú hàng xóm này. À, chú đây. cho mà ấy chú là vô cái suối nghe chỗ nó trẻ rất rất nghe dưới cái chân của cái tầm phẩu đây nó mát hơn đây nhiều rồi toàn. À, nó ồn chút. Nó ồn gì nó trẻ cái chân phía dưới tôi chưa thấy nó đi mà gì đâu mà ồn. Rồi đây, Dượng đũa Dượng. Rồi. Đây Dượng. Anh em là có chén cầm chén lên với lộn chén nha. Ngầu ăn cháo cũng tranh thủ vòng vòng con heo với ông 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cháo không đi. Cháo không hả? Cháo không.
Ăn thịt gà. Không ăn làm. Không ăn đầu ta. Có thịt trong đấy mà, có thịt đầu đấy. Anh làm cái lưỡi nha. Cái lưỡi được không? Cái tai được không? Ừ được. Còn có được rồi, được rồi. Ăn mắt cá ngừ cũng được, ăn mắt sao đâu. Không mấy vậy đã thèm món mắt cá ngừ. Mấy anh em bây giờ dùng dùng miếng nước dạ đi, chút. Rồi rồi đi. Cảm ơn. Chút. Mời cả nhà nha. Kính mời. Rồi. Mời anh em nha. Cảm ơn miếng cháo lèo. Ở Bình Định mình thường hay nấu chá bỏ cái tiết ra nè, cho nó nấu nó ngọt đó. Mời anh em nha. Wow, đã. Dừng chú. Rồi anh em ăn ly em. Ra đi. Nóng quá, mình không phỏng lưỡi luôn. Nóng quá. Được. Thôi, vô đi. Dạo này. Mặn ngọt cái gì con. Cái nói con tốt dầu tốt mỡ rồi lưỡi vô dụng. Nó cứ nó xách cái bột ngọt, bột đồ nó đường nó dãi vô khí. Cái này là chơi bán đứng bán nằm bán hết nè. Bỏ cái dầu cháo bỏ nửa cái đường. Cháo mình bỏ tiết cho nó ngọt lắm đó chứ. Wow, ném. Bản thân cái tiết nó đã ngọt rồi. Dạ. Có tiết vô là ngọt rồi, còn đây nấu lượng thịt nhiều nữa. Nguyên cái đầu nó vừa ngọt và nó vừa mặn. Thêm nửa ký đường nữa. Dạ. Còn nó lén lén nó bỏ cho giá bột ngọt nữa. Nó thật sự với để mình qua mình thèm cái nhân vật chính mình với ông à. Dễ bị nóc a lắm nha anh em ơi. Đó, tường nổi à. Đây, bắt đầu chín ở phần bụng là khoảng 80% rồi nha anh em. Bây mình nướng cái, cho cái phần bụng đó. Nó chín khoảng 100% đi. Nó chín luôn 100% là mình sẽ bắt đầu mình nướng cái phần da. Em quan trọng mình điều than anh em ơi. Điều cảnh than cho cái phần cổ và phần mông đó. Nó chín. Điều than là quan trọng anh em. Than là cực kỳ quan trọng. Ăn nó lớn một xíu là rất là dễ cháy con heo nha. À, tầm cỡ 5 phút nữa. 5 phút nữa là mình sẽ nướng cái phần da nó nha anh em. Đây mình hãy mấy anh em Sài Gòn món heo quay. Em qua lại cái chưa mấy heo quay Bình Định. Mấy anh em heo quay Bình Định. Mấy anh em Sài Gòn. Anh Toàn đâu dùng chá đi. Quá đạo đó. Vô các bạn. Vô. Đúng rồi. Vô. Bạn ơi, thấy cháo được không bạn? Được, ngon. Rất ngon luôn. Quá. Đã. Để xuống đi đánh cho nó luôn. Món này chỉ là món để anh em đốt dạ để xíu nhậu nha anh em. Ăn xíu cho nó tán cho bầu tử ngày qua anh em uống nhiều. Không ngày qua mới thịt. Không cái đó thịt đâu mấy ngày đâu. Ừ nha chú. Uống mấy giờ về Toàn? Hôm qua uống ở trường mấy thùng ta? 4 thùng. 3 thùng 10 luôn. 3 thùng 10. Chứ bên nhà lộ diêu gần 3 thùng nữa. Bây giờ uống còn lỡ dở đêm về á. Wow. Bây giờ mấy anh em với mấy chú mình sẽ ngồi ăn một xíu cho làm xíu nữa mình sẽ theo quay chiếc mình sẽ quay cho anh em xem nha. Rồi bây giờ ăn heo tương đối là cũng sắp chín rồi anh em ơi. Bắt thêm một nhẹ một lớp dầu sống luôn nha anh em. Tầm cỡ 5 phút nữa. 5 phút nữa là anh em mình sẽ thưởng thức con heo này. Da bây giờ mình cảm nhận là nó khá là giòn. Nướng tầm có 5 phút nữa là anh em mình sẽ lụm nha. Khá nén anh em ơi. Nén cây khủng luôn. Giờ mình sẽ bắt đầu mình hạ thấp xuống mình lấy da nó nha. Quay quan trọng là cái phần than đó anh em ơi. Phần than đó anh em điều thôi được là coi như là thất bại.
mấy anh em ơi, anh em ra coi thử con heo đây ổn chưa mấy anh em. Anh em đi ra xem thử con heo đây thử được được bao nhiêu điểm. Đây anh em ra 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 phía đây. Lấn đi kèm đây. Dùng ba đây, ổn không dùng ba? Ổn rồi cô. Phải không? 10 phút nữa là ổn á. 5 phút nữa là mình lụm. 5 phút nữa. 5 phút nữa là bắt đầu mình chiến con heo đây. Đó, bây giờ bắt đầu mình lấy phần da đó nha anh em. Dùng ba thấy đẹp không dùng ba? Quá đẹp. Quá đẹp đúng không? Hấp dẫn rồi. Dạ lúc đang quay thì thèm á. Bây giờ mình bắt đầu mình sẽ lấy cái phần da đó này. Anh Toàn qua xem thử con heo. Đó, để dựng lên cho anh Toàn anh cảm nhận con heo này đây. Ui trời. Sao anh Toàn? Ai mới thấy được quay heo. Anh thấy kỳ công không? Kỳ công. Hấp dẫn nha. Khó đấy kỳ công em. Một lát có mình tới cho nó phòng. Dạ không anh, em không nấu cốm mà mình chỉ làm con cái da giòn. Người ta quay là người ta lấy kim người ta xăm xăm da là mình khỏi ai. Dạ. Vẫn giòn hả? Thường người ta xối xối dầu bao giờ? Đứng lên quay hết mấy cái gương mặt đây chứ còn nhà không thấy luôn anh. Tầm một xíu nữa đầu mình sẽ là thấy nhìn cận cái da nó mới hấp dẫn. Bắt đầu mình sẽ lấy cái phần da đó anh em. Da này da bắt đầu lấy da là lùa tháng vô vào rồi mình thấy là hấp dẫn không? Ồ da này nhìn cái đây nè. Tính mượn cái da không tính đó da đi cái thớt á da bự á đó đây mình thôi, sẽ thôi. Xem thử cái phần da nó sẽ đạt chất lượng như thế nào anh em ơi. Đó anh em nghe không nghe phần da mình nghe cái tiếng là da đó đã giòn khoảng 90% rồi áp xuống rồi để cho mình trứng nhà mai toàn áp để cho nó nổ da luôn rồi chỗ da nó giòn mai toàn đều nó gần trứng nó lên màu đẹp đấy đã không anh đây cái màu cam cái chỗ này có nước cần nước cái con hơi đỏ đã không sao bố nó kiểu giải dương hạ rồi sống không da nó đậm cái màu da cứ mình mình áp xuống lên, mình áp xuống đây mình tạo cái độ giòn của da. Ăn gì tát không? Đó, tát ra mà. Đúng rồi, đó. Không mà mình nổ vậy nó không có đẹp. Nó không có đẹp. Do mình nổ thì nó nổ miếng. Mà đây là mình trước là giòn đúng không? Dạ. Thì giờ cái giai đoạn nó gần chín là phải áp xuống vậy toàn. Do người ta xối dầu là nó sẽ nổ đều, còn mình nướng than thì nó chỗ nổ chỗ không nên nó không đẹp nên mình không có. Mình có không chú ý lém vô cái phần nổ da. Rồi kỹ thuật anh Lan ơi coi ném nha. Anh cầm giùm con heo lên cho em luôn. Bây giờ cầm ném lắm cái đầu á cầm cái ghế luôn. Rồi anh em ơi bây giờ con heo của mình lên mâm rồi nha. Bây giờ mình sẽ cho anh Toàn thưởng thức một cái món đặc sản ở quê mình. Không cái lá đây nó dày nó mới thơm dược. Anh ăn hầu giờ anh ăn lá keo chưa? Chưa. Anh nhìn ở ngoài là nó dày với anh ăn vô nó có hương vị mùi lá lốp nha. Không. Nó thơm. Anh thơm mà cái kiểu nó ấy như mùi nó ná mùi mặt khác. Đó. Đi rừng là phải sử dụng đồ rừng luôn. Đi rừng là phải ăn đồ rừng. Đó. Anh chấm ngập vô. Rồi. Đó. Khai khai vị cho món này. Đâu. Nghe thử đâu. Thơm lá lốp. Ngon không nói cho anh em đổ. Chưa, đang nghe. Đây các anh la cái vòng vòng đi cái là không không chào Toàn chắc chắn lạ anh quay qua lại nói cho anh em quay qua nhớ không được quay lại nó không mà tội ớt ngon tội ớt ngon mình chặt bắt Toàn và phát đầu là chuyện lớn đấy ăn không được đâu. Lá không được. Rồi lá có về được không? Sài Gòn được không? Được, về Sài Gòn được. Rồi bây giờ anh em mình kịp về đúng không? Sẽ tập trung vào nhân vật chính này. Camera bắt cận vô camera ơi. Anh em nghe cái tiếng này anh em ơi. Anh Toàn nghe tập trung cái tiếng luôn nè. Đó. Anh em nghe cái phần da đã không? Wow.
Đây em cho cái phần anh em thưởng thức cái ngon nhất của con heo nha. Đây, bố già. Chở ăn về rồi cái ở dưới là không, không sao, không sao. Cầm ha, cầm ra rồi. Tại giờ chỗ nào? Mỗi người gấp thôi đúng không? Đó. Cảm ơn thầy. Sao chú đâu? Giòn. Thơm, được. Chấm nó chấm đậm vô dược. Được 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 được. Đó, dược bây giờ dược dược chấm ngập vô dược. À. Chấm nó đi. Dù nướng riết nó cũng giòn hết toàn hả? Quan trọng phải biết cách chứ đâu phải nướng nó giòn đâu. Đây, đây bạn. Cái bằng ngon nhất của heo. Đem to. Em xin lỗi anh nha. Cái này cái này chắc không giống cái nãy đâu đúng không? Chấm ngập nước chấm nó luôn. Này ăn được anh Tài ơi. Anh Lan. Hộp này ăn được cũng ăn. Cảm ơn tôi cắt này rồi cái đôi ra đi. Anh dùng đi, anh dùng đi. À, cảm ơn anh. Bố già dùng thử cái da đi bố già. Anh em ăn xem thử nào, tỉnh đâu ta? Sữa ngọt ơi nén quá chú đồng vô chú đồng chú vô cái đây đi cái gì tơ tự nhiên đi. Đây mời anh em nha. Ai cho ta cụ bố già đâu ta? Bố cảm ơn bố ăn vừa cái tôi tính cái này tôi phải quất ba lon một miếng là ba lon nè chú cảm ơn để đây nè chú chăm đậm vô chú để chạm đây bố. Bố già ăn thử dừa nó có thịt dừa có da này bố già. Rồi, cảm ơn. Bố già dùng liền luôn đây bố già. Ngắn qua này mày. Đây chú nào ơi, chú cái miếng dừa có da vừa có thịt này, chú chấm ngập ướt miếng thịt luôn. Đó. Rồi chú dùng thử xem nó như thế nào. Mời anh em nha. Dùng này chú. Thầy mi. Dạ. Mầm ra chén múc chén mắm để chỗ là mình sao chú? Quá ngon. Múc ra vô ngọt luôn chú. Rất là ngọt luôn. Mình quay mình thường không có nổ da anh em ơi. Đúng là cái hơi sữa phải. Ủa cái này rau mình thịt nhiều ha. Rau đây anh. Rau đây con. Đẹp quá. Rau đây anh. Anh Lan. Con tao lên. Nè em. Cắt từ từ. Này, cắt ra. Bạc. Ok, cái chỗ rau đây con. Ta dưỡng còn đây tao còn miếng đây. Còn ở dưỡng. Tao mấy anh em Sài Gòn về ăn thưởng thức bữa hay quay. Nói gì nói mình cũng làm phát anh em ơi. Em quay mình đi. Thôi. Quay anh em nha. Làm phát đây. Một cuốn rau. Bỏ vừa cái gì con. Đúng không? Anh em mình ra ngoài dân dã mình ăn cây nhà lá vườn ăn đơn giản anh em. Ở đây. Đây vô chỉ đậu nè. Ừ. Cái vô chỉ đậu nè. Đúng đúng. Ờ. Đó. Được không? Anh review cho cái miếng lá kèo mới nãy là nó ngon như thế nào? Ngon lá kèo. Lá kèo không ngon. Không à. Nó thiệt dữ vậy. Có rậu gì. Chắc cái bà. Nghe đây là cái da nó giòn à, xốp. Mà thấy nó khác với những con heo quay anh quay ở Sài Gòn không? Vì heo quay ở Sài Gòn chú là heo nó không có được tươi như quê mình chú. Là lên, heo đông lạnh. Trời, con heo quay nó ngon quá. Nha, anh em mình lên một lon chúc mừng đi. Chăm tỉnh đây. Mời đi. Chăm đi. Chăm ngập 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 luôn. Để anh tỉnh review một phát. Ăn mà ăn lon toàn đâu. Từ từ đó. Da giòn thịt ngọt không? Bé béo ngọt ngọt ngon. Hôm nay nói chung là bên đây cũng ngày cuối cùng mấy anh em Sài Gòn về nhà tỉnh ăn thôi nồi sẵn mấy anh em mình cũng gặp gỡ hẹn anh em một ngày gần nhất mấy anh em có dịp vô lại hồi khế nha có dịp về gì dạ chú ấy là lâu lâu mới về chứ đừng là có tháng về 4 lần trái đêm em. Bây giờ các anh em ơi,
thật sự với mấy anh em về ở quê mình thì có gì mình tiếp tế có dạ có này rồi đấy ở quê được cái cá là sự nhiệt tình là cái lòng ồ về đây quá đây nấu vậy bay ngọt là dài dài không đường đít chắc tròn toàn à còn chứ lá keo vậy tao để bù lại tròn toàn với vụ lá keo không để cái đuôi không à nổi không dính với lá keo được bù lên an toàn đó. Để cho này khổ trước xứng sau cái đuôi để cho anh toàn nha bà lo hả cô già dạ dạ có lan rồi mời cô già đưa đưa chị ba em ở chị ba à, từ từ có đây à, còn đây mà. Cái da khá là chất lượng anh em à mình quay giữ nước à dạ tỉnh tỉnh đến đưa cho vụ mở không chú được mở anh em ăn được mà dạ cái sữa mà cho sữa ăn vô tư hả xe ba tv mà về ở cái số đấy được cùng cùng nhưng mà chị thấy đầy rất tốt. Nói chung tình. Ở quê tình mình không có điều kiện nhưng được cái là tấm lòng. Còn nén quá. Anh Lăng, anh vừa thịt vừa vừa da này. Anh chấm lụm lụm liền luôn. Chấm nhiều vô anh, nước đây không có mặn đâu. Chấm vô này đậm vô nó đã. Đúng nghiêm. Hồi giờ đi trong mấy lần rồi. Quá tuyệt vời đúng không? Định định là xa nhất đúng không? Chứ mẹ. Đẹp quá. À, không nói là đi trong đây nè. Theo sữa anh em quay nó như thế này mới còn anh em ơi. Đi Hà Nội đi miền Bắc nhiều. Tôi cũng có đi ví dụ như. Rồi rồi, ok cảm ơn. Bây giờ tôi cũng có đi Quảng Ngãi cũng có đi Quảng Nam cũng có đi. Nhưng mà Hoài Nhân đây vô, đã ha. Hoài Nhân đây. Đây Hoài Nhân đây là chưa? Ừ. Bách. Hai mở mở dùng được không? Không mở. Thơm nhá. Cái chỗ đây giờ nè, lỗ dài giòn ăn cái da giòn mỡ béo béo này. Chấm đập đập nó vô. Đó. Đã không? Ngon. Dương ba làm thêm cái da sữa là ngon nhất cái bằng già này mày nướng nướng vậy nó giữ nước là nó đúng ngon, rồi, ngọt giữ không nước. Chính xác nó ngọt miếng thịt kìa Dương ba chấm là gẻ miếng da luôn à ở như bên trái Dương ba chung mà hôm nay mình quay con heo cũng chung là mình ăn vừa đâu chứ con heo to quá mình ăn cũng hết rồi mà ăn mình kẹp rồi nó ngán à mà heo heo quay mà heo sữa nó mới ngon bây giờ mình mua heo mười mấy ký thì thịt nó cũng nó không có độ ngọt bằng heo sữa. Thôi anh em mình đầm khởi ra đi. Đây có rau quế rồi đồ ngon còn. Dạ, nói chung là đi vô núi rừng chút mình hạn chế nhất có thể. Tôi không đi trần chỉ phải trần để tôi ghé tôi lấy ít đàm. Dạ. Tôi không đi trần. Wow. Anh em dùng đi nha. Bây giờ cứ giao cho anh em này. Đó, anh em muốn ăn gì thì anh em cứ tùng thẻo ra vị trí đó. Đừng ăn cho không em tỉnh. Giờ ăn gì bánh tráng mà. Đừng ba, vừa có mỡ vừa có nạc là vừa. Ở đây như miếng con heo có đang thái với tâm điểm của em thấy một con. Một con luôn á vừa. Thấy một con. Anh em dùng rồi nha. Anh em là muốn bây giờ ăn bộ phận nào thì tùng thẻ bộ phận đó. Rồi mấy anh ơi, chắc bây giờ mình cũng xin dừng clip tại đây để ngồi với mấy anh mấy chú ngồi một xíu nữa là chiều tầm cỡ 4-5 giờ mấy anh lên xin được về lại Sài Gòn. Cũng mấy anh về mà là cũng thấy cũng buồn buồn á. Nói chung là cứ gặp nhau mà anh em đi là nhiều lúc trong làng cũng buồn buồn xíu mà không thấy vậy không kệ chứ thôi giờ. Rồi anh em nào có nhu cầu mua mực riêng bên mình thì cứ liên hệ cho được biết số Zalo của mình nha 0937686119 anh em cứ nhắn tin trực tiếp vào Zalo mình là Zalo mở anh em cứ đặt thì cứ nhắn tin số lượng và số điện thoại địa chỉ cụ thể cho mình sẽ đưa cho anh em nha bây giờ anh em mình xin dừng clip ở đây hẹn mọi người vào những video tiếp theo nha chào anh em nha.